Vâng ạ, kính thưa Guruji Ruma tôn kính ạ. Vừa rồi thì con biết là Guru đã rất là vất vả vì nghiệp chướng của miền Trung quê con. Vì con là sinh ra ở Quảng Bình. Và khi mà may mắn mà được nghe bài thơ Giấc mơ miền Trung của Guru thì vừa viết được mấy ngày trước đây thì con thật sự rất là cả xúc động. Và hôm nay ở Hà Nội thì con xin phép Guru và tất cả các thí sinh con được đọc bài thơ vừa viết của Guru, Giấc mơ miền Trung. Giấc mơ miền Trung. Suốt đêm hôm qua, tôi tham thiền nhập định, ngồi trong thiền ngao du vũ trụ càn khôn. Lớp áo da người này ngột ngạt làm sao, lột nó ra, bình minh dạng, tôi lại chui vào nó. Rồi tôi nằm xuống, tính ngả lưng một chút. Một giấc mơ lạ kỳ sao lại đến với tôi. Tôi thấy mình đang bay trên những đỉnh đồi, nhìn về miền Trung, đất nước hình cong chữ S. Sao chỉ thấy toàn cây xanh, người không thấy một bóng. Tôi thảng thốt, miền Trung ơi hỡi, người đâu hết rồi. Có tiếng nói bên tai tôi trả lời rằng, khắp bốn phương đều lưa thưa, người đã đi hết. Muôn vật miền Trung tắm trong vùng nước đổ. Tôi tự hỏi, đó là nước lũ hay là gì? Có phải mưa lũ ào về, người phải tạc cư? Không thấy có tiếng nào trả lời vào bên tai tôi nữa. Tôi chợt nghĩ, đây là bức tranh đời người phải không nhỉ? Đời người miền Trung luôn bị vùi dập như vậy chăng? Bao đêm, tôi tự ngậm ngùi với sự khổ ải của miền Trung, muốn xóa đi, nhưng rồi giấc mơ này lại đem tôi sự nhớ. Tôi liền quay sang hỏi người thị giả, con ơi, người miền Trung đi đâu hết rồi? Con là người miền Trung, có biết miền Trung giờ ra sao? Sao Guru thấy miền Trung không còn người nào hết? Thị giả trả lời, hỡi Guru, con về quê chỉ thấy vườn không, nhà trống, cha mẹ, anh em không còn, người thân và hàng xóm cũng không. Con lủi thủi đi tìm hàng xóm để hỏi, nhưng không gặp một ai. Guru ơi, xin người cứu miền Trung của con qua kiếp nạn. Tôi nhìn khắp miền Trung và im lặng, biết hỏi ai đây, người miền Trung có còn ai đâu. Giải đất miền Trung không một bóng người sơ xác. Tôi thầm nghẹn ngào, mơ màng xót thương trong giấc ngủ. Bỗng tiếng ồn ào từ thế giới con người làm tôi tỉnh giấc. Miền Trung hỡi, tôi kêu lên, thở than vì giấc mơ buồn. Tôi bật khóc, hỡi miền Trung ơi, sao ra nông nỗi này. Chiếc giường nhỏ tôi tỉnh tọa cũng rung lên theo tiếng khóc. Hỡi các đấng thiêng liêng, con xin các ngài gánh vác. Các ngài nỡ lòng nào để miền Trung chẳng còn một ai? Sao bắt họ phải chịu khổ như vậy? Có phải nghiệp định hết rồi chăng? Tôi cứ khóc, than khổ và cầu xin Thượng Đế. Cả ngoài đời và trong giấc mơ, tôi luôn cầu bình an cho họ. Hiện giờ họ đi đâu hết rồi? Chỉ còn tôi một cõi mênh mông. Cả miền Trung tiêu điều, chỉ còn cây và vài nóc nhà loe hoe. Cái eo miền Trung quê tôi tượng trưng cho lưng rồng uốn lượn. Tôi nghẹn ngào, âm thầm nuốt trong lòng những giọt lệ. Ôi, mặn chát đau buồn, bỗng nghe đâu tiếng người lao sao. Một tu sĩ chạy tới, minh sư ơi, xin người cứu miền Trung quê con. Người miền Trung đã đi hết rồi, không còn ai ở đây nữa. Tôi bàng hoàng la lên, mở trừng trừng con mắt. Mới đây còn bình yên mà sao giờ lại vậy? Thượng Đế ơi! Người tu sĩ kia khóc lóc, người quê con đã kéo nhau đi tản cư ra Bắc vô Nam để trốn khỏi cuồng phong hủy diệt. Ôi! Họ mang nỗi hoảng loạn gì đây mà lòng không còn hy vọng? Cớ sao họ kéo nhau rũ bỏ quê nhà ra đi tha hương? Bình minh nhân gian đã ửng hồng, tôi ngồi dậy
viết vần kệ này đây. Chút vào đây giấc mơ buồn, với tay lấy cuốn kinh cầu Thượng Đế. Hỡi Thượng Đế, Ruma con chỉ muốn tin đây là mơ, không phải thật. Xin Ngài từ bi xót thương người dân miền Trung quê con. Miền Trung đang đắm chìm, đời đời Ngài không cho họ thoát hay sao? Đã cho con thấy cảnh miền Trung khổ ải, thì xin Ngài ra tay cứu vớt. Vần kệ này Rumata để lại nhân gian ngày 29 tháng 8 2022, Thiền đường Viên Chăn, Lào. Con kính xin Guruji khai thị cho chúng con hiểu thêm giấc mơ không lành này của Ngài. Con xin cảm tạ Guruji. Thôi đây là một thiện cơ, ta tiết lộ tới đây mà thôi. Còn mọi việc nữa, chúng ta cùng nhau cầu nguyện với Thượng Đế, với đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ, và cầu mong làm sao tất cả chúng sanh ở miền Trung hướng về Thượng Đế, hướng về Phật Bồ Tát, hướng về đạo đức và một con đường thánh thiện, và tiếp tục với cuộc sống bình an này. Chúng ta lúc nào cũng đặt một đức tin với Thượng Đế thì mọi việc sẽ thực sự hỗ trợ. Hy vọng rằng tất cả con người nhân sinh trên quả địa cầu đừng quên có đấng thiêng liêng của càn khôn vũ trụ. Các ngài luôn luôn lúc nào cũng dõi theo cuộc đời của chúng ta. Đừng quên, và đừng quên, bất luận chúng ta sống trong nền khoa học thăng tiến ra sao, nhưng chúng ta có được một bậc thần linh cao thượng của càn khôn vũ trụ để dõi theo cuộc đời của mình. Hy vọng nhân sinh giữ cho mình một đức tin đến với Thượng Đế, tất cả mọi thứ sẽ có sự an bài và sắp đặt. Thưa Guruji Ruma tôn kính, giấc mơ mà Thượng Đế cho vị minh sư thấy là Ngài thấy cả bằng trí huệ, bằng cả đầu óc của mình, có đúng không thưa Guruji? Và một khi giấc mơ được gọi là không lành từ chính Ngài nói ra, thì tụi con có quyền hy vọng rằng á, nghiệp chướng của miền Trung cũng được Ngài gánh vác một phần rồi, có đúng không ạ thưa Guruji? Ai biết đâu. Cái này chắc cho nó qua đi Ngọc Đầy ơi. Nghe chưa? Bữa tôi cho những người kẹo Ngọc Đầy, đừng hỏi. Đây là dạ, thiên cơ nghe chưa? Kẹo à. Hết túi càng khôn à. Trời ơi. Nó tham vậy sợ không? Ok. Tại vì đôi khi nó không phải là mơ theo kiểu cái mơ của con người. Giấc mơ của ta không phải là giấc mơ như con người lại mơ. Nghe không? Mơ trong mơ, mơ trong ảo giác, mơ trong cái sự tưởng tượng của con người, không phải giấc mơ của minh sư không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt được. Cho nên thôi thì cho ta tạm thời không diễn đạt được, vì ta không có ngôn ngữ để mà ta nói lên giấc mơ của ta. Ok. Con xin cảm tạ.